Sau việc dũng cảm bảo vệ Bùi Tiến Dũng khi bị chỉ trích cách quốc như đi chợ, trước những nhận xét nam thủ môn U23 Bùi Tiến Dũng cách quốc như đi chợ, không lo bắt bóng mà lo lấn sân nghệ thuật, nhiều anh chị nghệ sĩ đã lên tiếng bênh vực thủ môn quốc dân. Tối 22 tháng 4, thủ môn Bùi Tiến Dũng đảm nhận vai trò người mẫu trên sàn diễn tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam. Trong vai trò vedette cho một thương hiệu thời trang, thủ môn của đội tuyển U23 Việt Nam đã gây ra không ít phản ứng trái chiều. Ngoài một số bình luận thích thú với sự lấn sân này của thủ môn Bùi Tiến Dũng, cũng có rất nhiều khán giả tỏ ra không hài lòng với việc anh dành nhiều thời gian cho các hoạt động ngoài bóng đá. Đặc biệt, một số người còn nhận xét nam thủ môn U23 đi cách quốc như đi chợ. Trước nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng, nam ca sĩ Hoàng Bách, Á hậu Nguyễn Thị Loan, cụ người mẫu Trang Trần đã lên tiếng bênh vực Bùi Tiến Dũng. Trên trang cá nhân, ca sĩ Hoàng Bách dành một dòng trạng thái khá dài để trấn an người hâm mộ, giải thích về việc Bùi Tiến Dũng diện cách quốc là việc làm không hề sai trái. Hãy để các cầu thủ tận hưởng sự nổi tiếng, các thành viên U23 bây giờ đã rất nổi tiếng, không ai có thể phủ nhận, và chính bản thân các em cũng không thể trốn tránh điều đó. Tại sao cứ phải lo ngại, thậm chí chỉ trích về những việc các em đang làm, Hoàng Bách viết. Cướp mặt tham dự và chúc mừng nhà thiết kế Vincent Đoàn, Nguyễn Thị Loan thích thú trước màn lấn sân của thủ môn đội tuyển U23 Việt Nam. Cổ vũ nồng nhiệt cho màn trình diễn của Bùi Tiến Dũng, người đẹp tiết lộ, em ấy thực sự lịch lãm và thần thái. Tuy lần đầu bước trên sàn cách quốc lớn, nhưng em ấy vẫn thể hiện rất tốt và đầy bản lĩnh, Loan cùng mọi người vỗ tay nồng nhiệt. Nhiều người nói không nên, nhưng tôi thì nghĩ như thế này, nên chứ. Chỉ là thời gian quá ngắn em chưa tập cho thần thái hơn thôi. Mình nghĩ cầu thủ đẹp trai cao ráo như em, tham gia quảng cáo trình diễn kiếm được tiền trong sạch là được, đàng hoàng là được, miễn sao em bắt bóng vẫn chuẩn và ngày một chuẩn hơn. Tôi vẫn ủng hộ em tham gia quảng cáo và trình diễn khi nó không ảnh hưởng đến sự nghiệp bóng đá và không bị mấy mẹ yêu nhìn nhận giăng bẫy. Em cứ kiếm tiền khi có cơ hội để giúp đỡ gia đình, để dằn thân tài sản. Hãy vững tin và tập bóng ngày một thực xuất sắc. Em Bùi Tiến Dũng nhắn Dũng, chị rất ủng hộ cả hai anh em nhé. Cụ người mẫu Trang Trần cũng lên tiếng bênh vực Bùi Tiến Dũng. Cô cho rằng việc đi kiếm tiền trong sạch đàng hoàng, miễn sao vẫn bắt bóng tốt là được. Chia sẻ về việc bị ném đá khi làm vedette, Bùi Tiến Dũng bật khóc. Thực sự tôi đi diễn không phải vì tiền, nhưng tôi thích trải nghiệm đó. Khi tham dự sàn diễn, tôi nhận được nhiều ý kiến trái chiều và có hỏi ý kiến anh chị trong câu lạc bộ. Các anh chị nói em cứ suy nghĩ kỹ, nếu thích thì làm. Đây là quản nghị chứ không phải là bỏ tập luyện để đi diễn. Nhưng những bình luận trên mạng xã hội khá nặng nề. Tôi mong là họ đừng xúc phạm tới những người thân yêu của tôi, đừng nhắc tới những điều không tốt. Tôi đã bị tổn thương, Tiến Dũng chia sẻ. Nhã Phương chính thức lên tiếng, mọi chuyện không thể cứu vãn. Bởi lẽ thời gian qua, cuộc sống của Nhã Phương hoàn toàn vắng bóng Trường Giang. Cái tên Nhã Phương được nhắc đến nhiều thời gian qua, sau khi được Trường Giang cầu hôn, những ồn ào tình ái của bạn trai với nam em khiến cái tên của Nhã Phương chưa bao giờ hết hot với sự chú ý của công chúng. Trong diễn biến mới nhất, Trường Giang lên tiếng mong công chúng để lại sự yên bình cho Nhã Phương. Anh cũng khẳng định tình cảm của mình dành cho bạn gái cũng như đe dọa nam em, đừng làm gì động tới Nhã Phương, nếu không sẽ phải ân hận. Khá kín tiếng và từ chối nói về chuyện tình yêu suốt thời gian qua, nhưng bất ngờ sau lời tuyên bố của Trường Giang, Nhã Phương lại lên tiếng. Lần này, không phụ sự tò mò của dư luận, nữ diễn viên đã nói về tình yêu. Chia sẻ trên báo, cô cho biết, như mọi cô gái, dù trải qua nhiều biến cố, tôi vẫn mong muốn có một cái kết đẹp trong tình yêu. Tuy nhiên, cảm nhận của tôi về tình yêu giờ đã thay đổi nhiều. Tôi bình tĩnh, chín chắn và điềm đạm hơn, không kỳ vọng quá nhiều. Tôi nghĩ ở mọi thời điểm, chuyện tình cảm đều rất quan trọng, nhất là với những người giàu cảm xúc như tôi. Đôi lúc tình cảm còn quan trọng hơn công việc. Tuy nhiên hiện giờ tôi muốn dồn sức cho sự nghiệp, tôi đang có nhiều kế hoạch mới cần hoàn thành. Theo nhiều người, đây là cách Nhã Phương khiến cho mọi chuyện tạm thời lắng xuống và là lời giải thích cho chuyện vì sao thời gian qua cô không nhắc tới chuyện tình ái. Vẫn đi sự kiện đóng phim giữa tâm bão của bạn trai. Chuyện khẳng định tình yêu của mình giờ có sự thay đổi, nhưng không lúc nào thiếu tình yêu, chứng minh chuyện của Trường Giang và Nhã Phương vẫn đang ổn, dù cho phải trải qua những thử thách thời gian qua. Thế nhưng cũng có người cho rằng sự lạnh lùng của Nhã Phương phải chăng là lời cuối cho cuộc tình, và thực sự chuyện giữa cô với Trường Giang đã không thể cứu vãn. Bởi lẽ cô đã nói rõ, người con gái thường cần tình yêu, nhưng giờ cô đã chọn sự nghiệp. Phải lại, thời gian qua cuộc sống của Nhã Phương hoàn toàn vắng bóng Trường Giang.
Việt Hương bật khóc trước câu chuyện hiến tạng của thiên thần Hải An. Con đang ốm đau, nhưng bản thân tôi lại là người gục ngã trước con. Vì vậy Hải An luôn là người động viên ngược lại mẹ sau khi biết rõ được căn bệnh mình đang mắc phải. Chị Thùy Dương, mẹ của Hải An chia sẻ, con tôi là Nguyễn Hải An mới 7 tuổi 3 tháng, đang trong tình trạng hôn mê do u cầu não xâm lấn. Gia đình có nguyện vọng hiến tặng nội tạng của cháu cho những bạn nhỏ khác đang bị bệnh chờ ghép tạng. Cuộc điện thoại này được gọi tới Trung tâm Điều phối Tạng Hà Nội từ một người mẹ trẻ. Đó chính là khởi nguồn cho một câu chuyện xúc động, đã lấy nước mắt và truyền cảm hứng cho toàn cộng đồng suốt thời gian qua. Tại tập 3 chương trình Là Mẹ Phải Thế lên sóng tối ngày 24 tháng 4, với chủ đề Những Người Mẹ Tuyệt Vời, chị Thùy Dương, mẹ bé Hải An đã được mời đến để chia sẻ về con gái đã mất của mình. Tính đến thời điểm này, bé Hải An đã từ giã cuộc đời để bước lên thiên đường được hơn 2 tháng. Vì vậy, chị Thùy Dương mới đủ can đảm chia sẻ lên sóng truyền hình. Câu chuyện của chị khiến Việt Hương không cầm được nước mắt. Tôi phát hiện mầm bệnh của An khi con chỉ mới 3 tuổi. Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là những triệu chứng nhẹ và động viên An sẽ chữa trị khỏi. Thế nhưng theo thời gian, các dấu hiệu của căn bệnh mà cả thế giới đều không thể chữa trị được ngày càng hiện rõ lên cơ thể của con. Cứ mỗi lần bước chân vào chăm cú, Hải An đều run rẩy. Nhưng con chỉ biết hỏi tôi rằng, mẹ ơi con sẽ ổn phải không mẹ, chứ chưa một lần khóc than. Con đang ốm đau, nhưng bản thân tôi lại là người gục ngã trước con. Vì vậy Hải An luôn là người động viên ngược lại mẹ sau khi biết rõ được căn bệnh mình đang mắc phải. Khi ấy tưởng chừng như bản thân không thể đương đầu với cơn bão đang ập đến gia đình và đè nặng lên đứa con gái bé nhỏ. Tôi đã dùng thuốc ngủ quá liều, sau đó tôi bị ngộ độc và phải đi cấp cứu. Ai ngờ trong những phút như thế, Hải An lại trở thành y tá nhí. Luôn chăm sóc và động viên mẹ, Hải An theo chân mẹ từ lúc 2 tuổi rưỡi, khi tôi đang học chuyên sâu về ngành y, bởi vậy nên con hiểu rõ các thông tin về hiến tạng cho y học. Hải An cũng muốn làm điều gì đó dành riêng cho mẹ, con sợ khi mình qua đời, mẹ sẽ không thể nào sống được khi không có sự tồn tại của con. Tôi luôn nhắn nhủ với Hải An rằng, khi con người ta mất đi sẽ trở về với cát bụi hay làm những điều tốt đẹp cho mọi người dù mình không còn tồn tại nữa, và mẹ sẽ cống hiến bản thân cho y học sau khi qua đời. Nhờ đó con đã nảy sinh ý nghĩ muốn hiến tạng. Tuy cô bé mắc cười Hải An đã không còn, nhưng đôi giác mạc cô bé hiến tặng đã giúp hai người lấy lại được ánh sáng. Điều này đã tạo nên sự lan tỏa lớn. Chỉ sau 10 ngày Hải An qua đời, đã có hơn 10.000 người đăng ký tham gia hiến tạng. Cảm động trước câu chuyện của thiên sứ nhỏ 7 tuổi, nghệ sĩ Việt Hương đã không cầm được nước mắt. Cô đã kêu gọi các nghệ sĩ và khán giả có mặt tại trường quay cùng gấp hạt giấy để gửi đến Hải An nơi thiên đường. Nhan Phúc Vinh trần tình về ảnh đi ăn khuya với nhà Phương lúc 2 giờ sáng. Nam diễn viên Nhan Phúc Vinh đã chính thức lên tiếng trước những lời đồn đại bàn tán xôn xao về mối quan hệ của anh và nhà Phương. Thời gian qua, cùng với scandal tình ái của nam em và Trường Giang, Nhan Phúc Vinh cũng bất ngờ được lôi vào câu chuyện này khi anh vướng nghi vấn có tình ý với nữ diễn viên xinh đẹp Nhã Phương. Tin đồn này đã rộ lên cách đây không lâu và những hành động thân mật trong lễ trao giải cánh diều vàng vừa qua, như cởi áo khoác cho Nhã Phương hay cùng đi ăn lúc 2 giờ đêm, khiến nghi vấn này càng được củng cố. Đáng nói khi mọi việc còn chưa ngã ngũ, nhưng cặp đôi này lại nhận được rất nhiều sự ủng hộ của công chúng. Đa phần cho rằng Nhan Phúc Vinh xứng đáng với nữ diễn viên sinh năm 1990 hơn là một anh chàng quen thối trăng hoa như Trường Giang. Trong một bài phỏng vấn mới đây, Nhan Phúc Vinh đã chính thức lên tiếng về mối quan hệ với Nhã Phương, cũng như những nghi ngờ về chuyện tình cảm của cả hai. Theo đó, Nhan Phúc Vinh cho biết anh và Nhã Phương bị nghi có quan hệ yêu đương khi cả hai cùng hợp tác trong bộ phim Ngày Ấy Mình Đã Yêu. Hình ảnh hậu trường được chụp lại khá nhiều và chia sẻ trên trang cá nhân khiến mọi người bắt đầu bàn tán. Khi vô tình bị vướng vào scandal tình ái với Nhã Phương, tôi cảm thấy rất bình thường. Trước đây đúng là tôi có trốn tránh truyền thông, báo chí bởi vì tôi ghét ồn ào. Nhưng khi nghĩ lại tôi nhận ra rằng tôi có ghét thì bạn cũng cần phải đối diện với nó một cách bình thản nhất. Sống trong thế giới giải trí, việc trốn tránh không phải là sự lựa chọn tốt. Nên khi chuyện này xảy ra tôi không trốn tránh mà đối mặt trực tiếp, nam diễn viên điển trai bày tỏ. Nói về quan hệ của mình với mỹ nhân, Nhan Phúc Vinh khẳng định mối quan hệ của cả hai chỉ đơn giản là bạn. Nhã Phương là một trong những cô bạn diễn thân thiết nhất của Nhan Phúc Vinh. Họ biết nhau hơn 10 năm, từ lúc còn học ở trường sân khấu điện ảnh và sau đó còn hợp tác trong khá nhiều bộ phim. Nam diễn viên đạo của Dân Ngụ Cư cho rằng giữa anh và Nhã Phương là mối quan hệ đặc biệt
Vì quen biết nhau ngay từ khi mới bắt đầu sự nghiệp, nhưng không ai biết được sau này mình sẽ là ai và đi tới đâu cả. Trước câu hỏi vì sao đã quen biết nhau 10 năm, cũng như ấn tượng tốt đẹp về đối phương, nhưng cả hai không tiến xa hơn tình bạn, Nhan Phúc Vinh nhấn mạnh, chuyện tình cảm là thứ chúng ta không thể biết trước được, giống như việc tại sao rất nhiều người chỉ là bạn mấy chục năm cũng không thể nào trở thành một đôi được. Tôi nghĩ rằng nếu như có một tình bạn để dễ dàng chia sẻ, không bị vướng bận bởi một thứ gì và cảm thấy an toàn, thì tình bạn ấy còn khó kiếm hơn tình yêu. Cũng giống như tôi và Phương, chúng tôi đã làm bạn từ xưa đến nay và mối quan hệ của chúng tôi cũng khá đặc biệt, nên khi nhìn vào người ta lại có những nhận xét khác. Thế nhưng điều ấy không quan trọng bởi vì đó là suy nghĩ của những người bên ngoài. Ngoài ra anh chàng cũng thẳng thắn nói về hành động cởi áo khoác cho Nhã Phương tại lễ trao giải cánh diều vàng. Tôi là một người đàn ông, tôi không thể nào cư xử khác được khi ngồi cạnh một người phụ nữ. Và việc cởi áo khoác ra nhường cho người bạn gái đang run lên vì lạnh, đó không phải là một hành động lố như mọi người nói. Nếu là một người đàn ông lịch sự, họ sẽ có trách nhiệm bảo vệ một người con gái, cho dù người ấy có phải là người yêu của mình hay không. Mà rõ ràng Nhã Phương lại là bạn của tôi, Nhan Phúc Vinh nói. Nam diễn viên cũng nói thêm, sau khi sự việc xảy ra, anh biết chắc cả hai sẽ bị bám theo. Nhưng không có lý do gì khiến anh phải trốn tránh mọi chuyện hết sức bình thường. Bên cạnh đó, tình tin đồn của Nhã Phương cũng khẳng định, anh và nữ diễn viên tuổi thanh xuân đã lên tiếng phủ nhận việc hẹn hò mà mọi người vẫn không hề tin, thì anh cũng chịu thôi.